Anh em, đây là cái chỗ mồi thừa hôm qua câu ạ. Hôm qua tôi trộn cho anh Khánh đấy. Thì tôi xuống khoảng tầm một tiếng thì anh ấy được ba con, thế này lên tôi về. Đây, sau video này thì hôm nay thì tí nữa tôi sẽ quay cái video để trộn mồi. Chiều nay tôi đi câu. Anh em này, nửa đêm thì 8 giờ tối thì còn trộn mồi này. Anh em, một anh em anh Khánh anh ấy câu đang câu, anh ấy gọi điện bảo trộn là một ổ câu lăng xê để cho anh ấy câu, nhưng mà anh ấy báo muộn quá, đây đúng ra phải báo từ khoảng tầm 4 giờ chiều cơ, để làm thì nó mới kịp được. Bây giờ thì loanh quanh anh ấy gọi lúc 7 giờ mà giờ hơn 8 giờ tôi làm chưa xong, đồ đạc nó lỉnh kỉnh. Rồi tí nữa tôi trộn thêm ổ của tôi nữa và đi xuống hồ thì tôi ngồi ném ống bơ nghịch một tí mấy cả anh ấy xong rồi tôi đi về. Ok, 8 giờ tối chốt mồi. Rồi ok anh em, bây giờ mình đi ra hồ nhá. Ra xem anh ấy câu và tôi quay một tí và tôi ném mất cái ống bơm một lúc xong rồi tôi về nếu mà ok anh em. Đây anh Khánh này. Dính một em hàng. Dãy ác thế, xin thằng tồi. Bằng ngon của ông già rồi đã. Đéo con chạy ai nhỉ? Nhấc thẳng được. Vướng vào cái này. Hả? Vướng vào cái dây cần này rồi. Sao? Đây đang rung con cần này mà. Ui. Cũng đây cũng, mà, cũng, đây cũng, nó kéo cái cần này về đấy gì. Rồi rồi rồi. Rồi cái thằng. Ôi chạy chung chung. Rồi. Tô vết cái con tô vết này. Có ít nhiều cũng có hàng rồi. Cũng được, gọi là động viên. Động viên ông đi câu lần đầu. Lần đầu đâu, một lần lần đầu anh Khánh nhà câu bao lần đây. Ném cái đấy được khoảng bao nhiêu phút rồi anh Khánh nhỉ? À? Làm gì? Cái đấy, cái đấy là lúc bây giờ. Đúng rồi, anh Khánh bảo là mang lên để thay mồi. Cần cong này chắc chắn nó được, nó không biết to hay bé thôi. Nếu mà to thì chắc là nó sẽ chạy mầm, chắc là này. Con chắc... này em vẻ không to. To hay bé mất hết. Dù vi cũng mất. Một cùng cầu thì vẻ mất mồi. Nhớ được rồi. Trôi. Được. Trôi. Bằng con to cũng là được. Bé còn biết. Hôm nay thế là trong mồi đi cũng được á. Được. Ủa, không bằng.
Còn con kia tí. Con ở giữa, con này là con ở giữa. Cái con đục đục cũng ngay để không được. May quá, mong ngồi xuống thấy anh Khánh chưa bị móm là được rồi, yên tâm đi về. Lai chim nhỉ? Không. Xoài phát chung, xoài phát anh. Thả vào cái đĩa tí nữa mình quăng. Đấy, cho đỡ gỡ. Để mồi cho nó nhanh. Mày mang gốc cây chỗ đấy rồi kìa. Mang mồi xuống không móm là ok rồi. Mang mồi nó nhìn thấy không móm là ok rồi. Hả? Thế là không vui rồi. Để ông mẹ cứ làm tầm 1 tập 20 con về.